bài thuốc chữa viêm cầu thận, suy thận bằng lá nhãn. Viêm cầu thận, suy thận là các căn bệnh nguy hiểm đe dọa tới tính mạng người bệnh. Để chữa trị các căn bệnh này hiệu quả khi bệnh đã phát triển đến giai đoạn cuối thường phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận là phương pháp tối ưu. Vậy nếu chỉ dùng lá nhãn thì có thể chữa trị bệnh được không? Dùng lá nhãn có chữa được bệnh thận? Nhãn là một loại trái cây quen thuộc có vị ngọt mát được rất nhiều người ưa thích. Không những thế, quả nhãn còn là một vị thuốc chữa bệnh rất quen thuộc, phổ biến từ xa xưa. Long nhãn được coi là một vị thuốc bổ, an thần hiệu quả dùng để chữa trị nhiều căn bệnh. Bên cạnh cùi nhãn, lá nhãn, hạt nhãn cũng có tính dược liệu và được sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Theo đông y, lá nhãn có vị ngọt, tính bình, thường được dùng để trị cảm mạo, sốt rét, đinh nhọt, trí lở loét. Rất hiệu quả. Trong dân gian dùng lá nhãn để chữa bệnh thận. Sử dụng bài thuốc từ lá nhãn tuy không có khả năng chữa khỏi bệnh nhưng được đánh giá có tác dụng làm chậm tiến trình suy thận và cải thiện chức năng thận cho bệnh nhân suy thận mạn, nhất là bệnh nhân bị suy thận ở giai đoạn sớm, và giúp bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn II tránh phải chạy thận thường xuyên. Bài thuốc chữa viêm cầu thận, suy thận mạn từ lá nhãn. Chuẩn bị nguyên liệu, lá nhãn dùng để chữa bệnh thận là loại lá rụng tự nhiên. Bạn thu gom lại, đem rửa sạch, phơi khô, có thể thái nhỏ hoặc không, rồi đem sao vàng, hạ thổ để sử dụng. Khi đã có sẵn nguyên liệu này thì sử dụng cho các trường hợp bệnh thận như sau. Dùng chữa bệnh viêm cầu thận cấp, mỗi ngày dùng khoảng 40g lá nhãn, đã sao vàng, hạ thổ để sắc uống. Liệu trình 10 đến 15 ngày. Sau mỗi liệu trình phải đi kiểm tra, xét nghiệm nước tiểu một lần. Dùng chữa viêm cầu thận mạn, cũng với liều lượng uống hàng ngày là 40g, liệu trình 1 tháng. Sau mỗi đợt áp dụng thì đi xét nghiệm nước tiểu định kỳ theo liệu trình dùng thuốc. Dùng chữa bệnh suy thận mạn, người bệnh cần áp dụng với liệu trình dài hơn. Dùng thuốc sắc từ lá nhãn uống liên tục, có thể nghỉ giữa các đợt 5 đến 10 ngày. Đi xét nghiệm nước tiểu định kỳ. Trên đây là bài thuốc từ lá nhãn dùng để chữa bệnh thận rất đơn giản, hiệu quả. Tuy nhiên người bệnh cần lưu ý đây chỉ là bài thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị mà không được dùng làm phương pháp chữa trị thay thế. Người bệnh vẫn phải tuân thủ theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ cũng như kiểm tra sát sao tình trạng bệnh khi dùng bài thuốc từ lá nhãn để có sự điều chỉnh phù hợp. Take a body's high.